triệu. Cục này nó bảo bao nhiêu ạ? 7 triệu. 7 triệu cục này. Chắc là hơn chục. Thế toàn hơn chục. Toàn hơn chục hết. Tiền nhỉ? Tiền. Toàn các anh tài đi bắt sớm mà bỏ qua hết. Đấy, nhà là tao của. Đúng rồi. Về phải nuôi đấy chứ. Này mà hôm nay với anh kiện giúp em một tầm khoảng độ 7-8 đồng thì tốt quá. Lấy được bao tiền đây cả rồi? Anh cúng rồi anh. Kịch tim là 8 đồng. Không rồi em bảo. Tí là để ngắm lại cái chân nhưng mà kịch tim là thấy không lấy được hơn. Cổ nó hạ xuống mà. Tất cả đều là cổ, có con này thì nhiều khi không hỏi được là tàu lô này thì được rồi, chất lượng này nó sáng sủa hơn cả, nhưng mà phôi nó phù hợp với thợ, phù hợp với thợ về gột, chứ các bác người chơi thì chắc là bỏ qua, chưa được chơi. Toàn cốt này 14 triệu đấy, cốt này này 14 triệu này, đấy là giá anh em đấy, còn các bác hỏi thì nó không trả lời đâu. Sau nó sẽ lại thuốc à? Đó rồi, nó đi. Nó đi, nó lại không anh em chứ. Vâng rồi. Cái cây ấy gì? Cái kia đã ra đi chưa? Ra đi rồi. 20 thuốc này. Cô nọt. Ông vừa đi ấy à? Ông vừa đi chủ tịch đây bản thân chủ tịch rồi. Chủ tịch này à? Yeah. Không. Chủ tịch ở đây, chủ tịch ở đây. Rồi đây, chủ tịch vạn phúc đây rồi. À. Chúc mừng không? Con được tương tương không? Anh có việc không được này nhưng mà hàng là thích. Được. Thế là sướng. Đấy, sôi động lắm. Dân chơi sâu thì mới bắt được thôi. Chơi sâu và có tiền, không phải là chơi sâu tiền của tiền. Nhưng mà đang đi đâu á? Nó đỏ rồi, 14 triệu. Đúng là mình ở quen đấy, anh em ở ngoài thì có. Cái này còn tầm 3 năm nữa tôi nhận về. Con này bác không có mà xem không? Đó, anh con này bằng cái con bé kìa. Con bé là chất, là chất. Cái này chưa kịp luôn rồi đấy, đi làm đéo. Chào cái gì chở đi thì chở, chưa thấy cái này đi. Chết tiền. Người ta gột cái bản thiện rồi, người ta chỉ mua để chơi người khác, bản thiện thương mại là khó. Cây này đánh giá của anh em là tương lai sáng, nhưng mà tương lai cơ, ngay bây giờ thì bác chưa nhìn thấy. Không bao nhiêu nói.
cụ thích cây này à? Đấy, mày tắm. Cụ hỏi ông chủ xem có được không. À, cụ đấy thích cục này à? Hay đấy nhỉ. Đấy, mỗi người một cụ. Nói chung cục nào cũng hay hết. Hôm nay thì nó đã ra chân rồi, nhưng mà cái T1 nó đang hơi bé, non. Thì người ta cắt sớm thì cũng có lý do, thì cắt sớm thì nó sẽ phun lên những mầm thở đây thì nó to, nó to nhanh. To và nó dài nhanh. Năm điểm. Thì lật hóa lên đây còn lật. Có nào cũng được. Đừng đùa. Đừng đùa. Đừng đùa. Đấy con đấy rồi anh. Anh đấy con chắc quê đấy. Anh quê điện. Xong con này rồi. Xong con này rồi. À, anh Quyến lấy con này anh. Con kia. À con kia. À, mới nhìn thấy tương lai của nó. Tao muốn bắt nốt cả con này. Đúng rồi, họ đặt chục đấy. Biết rồi. Nếu mà đúng gu thì chả biết bao nhiêu vừa. Quyến ông mê mấy cái loại đứa béo nhỏ nhỏ. Ông chỉ cười con nhỏ nhỏ của anh rồi, nhưng mà ông bảo là cha để nuôi thế thì không anh dành để nữa. Nhưng mà bây giờ nuôi thì lấy thì bán luôn. Có để kèm. Ừ, sau nó biến không kém con kia đâu. Thì ông bảo cộng 500 để cho anh rồi, không phải nào. Con này sau nó biến thì không kém con kia đâu. Sau lúc này thằng kia là cũng thả anh 2 triệu rưỡi đấy, bảo 2 triệu rưỡi. Đúng là vòng rồi. Nó chưa có chơi. Nó đang chơi màu đấy. Nó thứ 7 nó hỏi thằng ấy đã. Nó cũng dám quay lại. Còn nó còn chưa tính ngay trọng được vào. Mày thích mấy một đấy? Con này để mình nuôi. Xe có chạy đúng không? Đã. Biết rồi, cây nào cũng đẹp cả. Cây này là bán rồi này. Để phóng sự cái đã. Phóng sự cái đã. Ông này là ông ấy nhìn vào tương lai. Cây này sau nó biến kích cái biển. Tương lai này 1, 2, 3, 4, 5. Xếp thêm cũng không rõ là ý tưởng của bác ấy như nào, nhưng mà cái chân bệ nó đã phun ra tứ diện. Cái vết cổ mà ngày xưa hạ xuống nó rõ ràng, nhưng mà sau ít lâu nữa thôi phóng xuống ăn cái phân này xuống nó bè ra thì nó kinh khủng lắm. Không tưởng tượng được đâu, Nam Hiền không tưởng tượng được đâu. Đó chuyên sâu thì chỉ hiểu đẹp quá. Cái này 7 củ ra. Anh cứ em xem nốt con này phát. Ra. Biết anh có lấy đắt em cái gì đâu, nhưng mà mang về mà anh còn thật sự con này ngày xưa là mua 270 triệu. Lá thì thôi rồi, biết rồi. Cái của thắng hay thằng gì đúng không? Hả? Ngày xưa thắng hay thằng gì đúng không? Đó, em biết cái này ngày xưa nhắm rồi, nhưng mà không để em đưa lên YouTube cho anh là thích lại alo anh cả. Bạn đi ra ngoài biết này mặt sau kém hơn. Okay. Con kia thì hại của mặt này chưa phun ra. Quyến không bắt con kia được, phun ra đều 3 năm nữa thì nó lên đây chứ mấy rồi. Okay. Mười mấy mới đặt trước không ít. Quyến ông mê mấy cái đồ này. Cái đồ. Ok anh, để em đăng lên nhé. Bình tĩnh nhé. Hôm nay anh là thật thì tôi cần để đăng. Không dám hứa. Không dám hứa. Chưa có chân. Chưa có chân. Này bơi lên mái được.
nay em bê máy ra được. Không được quê. Về quê thì em không được chơi. Em có được chơi đâu. Quê có mấy con to để chơi. Ok, để em cân đối.